Theo thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần tạo kênh nha. Tạo kênh thì chúng ta bắt đầu cái lưu ý cứ từ từ chia sẻ các bạn rất là nhiều cái thứ hay ho. Tạo kênh thì ok đây. Để tạo kênh thì các bạn cần lưu ý như sau. Đầu tiên thì các bạn cần phải có một Gmail ở đây. Thì Gmail mặc dù chúng ta làm content, tuy nhiên nó cũng có thể xảy ra những cái sơ suất, đó là chúng ta đi backlink, hoặc là chúng ta mô tả hoặc là tiêu đề hoặc là tag hoặc là cái hình avatar, đó là cái thumbnail, cái này được gọi là cái này này các bạn, thumbnail là cái này này, đó. Hoặc là cái phần nào đó trong nội dung mà nó dính vô tình, nó dính vô spam, dính vô spam. Nếu mà chúng ta có một cái Gmail uy tín lâu năm thì nó sẽ được châm chước hơn, các bạn hiểu không ạ? Giống như là một cái Gmail nó có thương hiệu vậy thì nó sẽ được ưu tiên hơn. Trường lấy ví dụ luôn nhé. Trường lấy ví dụ giống như là cái Facebook này của trường đây. Bình thường nếu các bạn mà đi inbox, tức là các bạn mà nhắn tin cho một ai đó mà chỉ cần vượt qua cái con số là 100 người hoặc là 150 người thôi là có thể các bạn sẽ bị khóa hoặc là bị cảnh báo rồi. Nhưng đối với cái tài khoản Facebook này của trường á, trường có thể inbox cho khoảng 200 bạn. Bạn ạ, inbox khoảng 200 bạn mà Facebook nó không cảnh báo luôn. Đấy. Thì đó là do cái khả năng xây dựng cái tương tác, tức là thằng Facebook nó thừa biết là cái trang Facebook này của trường là nó rất là uy tín đúng không ạ? Nó tương tác rất là ok, rất là uy tín, nó giống như là nó có cái độ chốt rất là cao đấy, kiểu như vậy. Thì một trong những vấn đề đó là bạn cần chuẩn bị cho trường một cái Gmail. Trước kia thì trường hướng dẫn về re-up thì nó kỹ hơn, nhưng mà bây giờ phần phần chúng ta làm content bán hàng hay gì đó thì nó cũng không cần kỹ, nhưng mà chúng ta cần phải có những cái Gmail có tương đối lâu năm, và cái Gmail nó phải được sử dụng, nó gần như là sử dụng rất là thường xuyên, đúng không ạ? Chứ các bạn đừng có nên lấy những cái Gmail mới bị chết kênh khi chúng ta vi phạm một cái lỗi nhỏ nào đó. Ở đây nó sẽ có một cái nhược điểm là trên trên YouTube á, nếu nếu mà chúng ta vi phạm, đúng không ạ? Thậm chí là chúng ta không vi phạm mà bị cộng đồng nó report, nó báo cáo đấy các bạn, thì có thể là các bạn bị chết kênh đấy các bạn. Trường gặp rất là nhiều trường hợp rồi, cái chuyện mà bị report chết là chuyện bình thường đấy các bạn. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng được cái Gmail uy tín lâu năm, chúng ta biết kháng cáo nó thì nó sống lại. Chứ còn các bạn sử dụng cái Gmail mới đúng không? Mà nó mới toanh hay là thì chúng ta rất là dễ bị chết kênh, mặc dù bây giờ thằng YouTube nó sẽ đặt rất là nhiều rồi. Đó là về lưu ý về Gmail. Cái thứ hai là các bạn cần phải bảo mật cái Gmail, tức là bảo mật cái kênh của chúng ta là các bạn, rất là quan trọng các bạn nha. Để trường sẽ hướng dẫn các bạn cách bảo mật đây. Nếu chúng ta không bảo mật thì một ngày nào đó người ta hack mất cái Gmail của các bạn thì vô tình hàng loạt kênh của bạn ở trong cái Gmail đó mất luôn các bạn nhé. Đây cái trường hợp này trường cũng gặp rất là nhiều học viên đã bị rồi đấy. Thì vấn đề là bảo vệ, tức là bảo mật cái tài khoản YouTube cũng rất là quan trọng. Bạn thử tưởng tượng khi các bạn bỏ rất là nhiều công sức xây dựng một cái kênh mà nó lên cả mấy trăm triệu view chẳng hạn, mà vô tình các bạn sơ hở cái phần Gmail thì rất là dễ các bạn bị mất kênh đấy các bạn. Chúng ta lo xa chứ là thật sự như là một cái Gmail mới thì các bạn làm vẫn ok thôi, vấn đề gì, nhưng mà chúng ta lo xa nó chắc ăn hơn, chúng ta nên chuẩn bị ở phần chu đáo rồi. Đây để mà bảo mật cái tài khoản YouTube, tại vì trong cái Gmail của chúng ta thì chúng ta có thể tạo được là 500 kênh bạn, đúng không ạ? Chúng ta có thể tạo được 500 kênh YouTube khác nhau ở trên cái Gmail. Theo kinh nghiệm của trường thì các bạn nên làm tối đa là 3 kênh, tối đa là 3 kênh, và tốt nhất là một kênh một cái Gmail thôi, thì nó sẽ tối ưu nhất, đúng không ạ? Tất nhiên là có những cái kênh, có những cái Gmail của trường trường làm với 3 4 kênh lận, nhưng mà
cái đó sẽ là những kênh nó không quan trọng. Rồi rồi, bảo mật này, bảo mật kênh tức là bảo mật cái Gmail, rồi chúng ta phải bật cái bảo mật highlight lên, chúng ta vào phần cái tài khoản này các bạn, vào Gmail nhé, vào phần tài khoản này, vào tên này, vào tài khoản này, chúng ta click vào đăng nhập vào bảo mật các bạn ha. Đây ở đây thì Trường đã bật cái xác minh hai bước rồi, xác minh hai bước Trường đã bật rồi này, tức là bây giờ Trường sẽ là Trường bỏ đi nhé, làm lại cho các bạn thấy này. Tại vì khi các bạn bỏ cái mật khẩu hai lớp đi thì nó yêu cầu các bạn phải đặt email. Đây Trường đã bật xác minh nước, bây giờ Trường tắt đi nha, tắt đi, Trường sẽ làm lại cho các bạn xem. Đã tắt rồi đấy. Rồi bây giờ Trường bật ra cho các bạn xem nhé. Vào nếu bạn chưa bấm thì nó sẽ là như thế này. Chúng ta sẽ click vào này. Rồi đây, đánh những kẻ xấu là bằng cái thêm này bắt đầu này. Rồi tiếp tục mình sẽ nhập lại Gmail một lần nữa đây. Tình ổn đâu nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn là Việt Nam, đúng không? Chúng ta chọn cái số điện thoại mà chúng ta cần bảo mật này, bảo mật vào cái gửi tin nhắn hay gọi điện thì Trường là thường là sẽ gửi tin nhắn đi. Tiếp theo này, đây bây giờ nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã về số điện thoại chúng ta. Đấy, Trường đã có cái mã rồi. Rồi 39 này 25 không đấy, tiếp theo này. Ok, chúng ta lấy bảo mật. Như vậy là sau này các bạn muốn đăng nhập vào cái Gmail này thì cần phải có một cái code của thằng Google, nó gửi về cái số điện thoại của các bạn thì các bạn mới vào được, còn nếu các bạn không có thì bạn sẽ không vào được ha. Thì lưu ý là cái số điện thoại ấy, cái số điện thoại mà để xác minh như này, các bạn nên là số điện thoại của bạn và các bạn hạn chế, tức là tránh để cái điện thoại này cho người khác giữ, đúng không? Rồi, đó là cách để chúng ta bảo mật cái tài khoản của chúng ta. Ok, mọi người biết không ạ?